Em xin kính chào tất cả các quý vị nhà đầu tư của VnDirect đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và đồng hành cùng với cả em hôm nay là có anh Nguyễn Trung Du, là trưởng phòng quản lý tài sản ở VnDirect và cũng sẽ giúp các anh chị có thể giải đáp được những cái câu hỏi của mình về diễn biến thị trường cũng như là các cơ hội đầu tư ạ. Thì như thường lệ thì chương trình hôm nay là sẽ có bao gồm 3 phần. Thứ nhất sẽ là phần nhận định thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định về cụ thể hơn về cái xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như là diễn biến của một số nhóm ngành hay là cổ phiếu cụ thể của anh Du. Và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp với cả các chuyên gia. Thì trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với các anh chị nhà đầu tư về cái khóa học trực tuyến của VnDirect, đó là khóa Digo Digitrade, nhằm giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình cũng như là tìm được những cái cơ hội đầu tư hấp dẫn ở trên thị trường. Khóa học này sẽ khai giảng vào ngày 13 tháng 10, tức là vào ngày thứ tư này. Thì em có để link ở chat để các anh chị quan tâm hơn có thể click vào đường link để mình có thể đăng ký hoặc là tìm hiểu thêm về khóa học ạ. Em xin phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với phần thứ nhất là phần điểm qua thị trường ngày hôm nay. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên màn hình ở đây thì VN Index ngày hôm nay đã có một phiên tăng điểm rất là tốt, tăng đến 21 điểm. Để đóng phiên ở mức 1.394 điểm. Chúng ta có thể thấy là hôm nay cái lượng thanh khoản được cải thiện khá là tốt khi thanh khoản ngày hôm nay đạt đến hơn 21.000 tỷ, so sánh với phiên hôm trước là được có 16.000 tỷ, cho thấy là cái dòng tiền của các nhà đầu tư đang chảy vào thị trường rất là lớn trong phiên hôm nay ạ. Tiếp theo, nếu chúng ta nhìn vào cái độ rộng thị trường thì có thể là chúng ta không thấy được cái sự tích cực đó, khi mà các cái mã tăng ở trên sàn HOSE ngày hôm nay chỉ chiếm khoảng 40 dưới 50%, mặc dù là ban sáng khi bắt đầu thị trường mở cửa thì đã có lúc là đã có hơn 58% các tổng số các mã ở trên sàn HOSE tăng, nhưng về sau thì cái đa tăng đấy, cái số mã tăng nó giảm dần đi, là cho thấy cái dấu hiệu tốt lời một số các mã vốn hóa nhỏ và vốn hóa vừa. Như các anh chị có thể thấy ở đây là các mã giảm nó bắt đầu tăng dần lên từ 23% đầu phiên cho đến hơn 40% vào thời điểm diễn biến buổi chiều phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào cái bản đồ khối ngoại thì chúng ta thì thấy là khối ngoại đã quay trở lại mua dòng trong phiên ngày hôm nay, mua hơn 400 tỷ và chủ yếu là được đóng góp bởi việc mua mã FMC, mã thực phẩm SATA, khi khối ngoại mua dòng đến hơn 214 tỷ ở đây. Tiếp theo là mua dòng mã Vincom Retail, mua 122 tỷ, Vinhomes hay là Công Thương. Ở chiều ngược lại thì các mã bị bán mạnh nhất là mã Hòa Phát, Vinamilk hay là Thần Thành Thành Công. Để nhìn cụ thể ở đây thì chúng ta có thể thấy là VN Index hôm nay đã tăng 21 điểm là vào mức 1.394 và cũng là sẽ tiến đến cái mức kháng cự tiếp theo, đó là cái mức 1.400 điểm như các anh chị có thể thấy ở đây. Nếu cụ thể chúng ta nhìn theo chart 1 giờ thì chúng ta sẽ thấy là VN Index hôm nay mở cửa tạo ra gap để cho thấy là cái sự hưng phấn của nhà đầu tư ngày hôm nay như thế nào đối với thị trường. Và chúng ta có thể thấy điều đấy được phản ánh ở nhóm ngân hàng. Khi nếu chúng ta nhìn sang nhóm ngân hàng cụ thể ở đây, các nhóm trong VN30 thì chúng ta có thể thấy là các mã ngân hàng sau một thời gian dài đi ngang theo chiều hướng sideways giảm thì hôm nay đã có những phiên phục hồi rất ấn tượng. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy Công Thương, HD Bank hay là Techcombank ở đây đều tăng rất là tốt, và mức thanh khoản của các cổ phiếu trên cũng rất là tích cực, khi Công Thương là được khối lượng là gần 17 triệu hay là Techcombank là hơn 23 triệu. Cũng như câu chuyện ở Công Thương hay là HD Bank, Techcombank thì các ngân hàng khác như là MB, ACB hay là Sacombank đều cũng có mức tăng rất là tốt ngày hôm nay. Và trong VN30 thì chỉ có đúng hai mã giảm, đó là mã Novaland và PAO, mức giảm khá là nhỏ. Novaland giảm 0,5% và PAO giảm 0,4%. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào đồ thị của VN30 thì chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay cũng là một ngày khá là tích cực của VN30, khi chúng ta có thể thấy là VN30 hôm nay tăng hôm nay là VN30 là đã tăng đến hơn 33 điểm ở đây để bắt đầu tiến gần về đến cái ngưỡng kháng cự. Em xin lỗi ạ.
cái ngưỡng kháng cự của VN30 ở cái mốc 1510 điểm này, thì chúng ta thể thấy tiếp theo là sẽ có thể là có một lực điều chỉnh tiếp theo ở các phiên tiếp theo, khi mà VN30 đang bắt đầu tiến tiến về cái ngưỡng kháng cự ở quanh cái vùng 1510 đến 1520 này. Nhưng nhìn chung thì phiên hôm nay là phiên khá là tích cực của chỉ số VN Index nói chung và các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng nói riêng ạ. Điểm của các nhóm trụ chính ở trong thị trường thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng như em đã nói là hôm nay là một phiên rất là tích cực, được phản ánh như là Công Thương hay là Techcombank hay là HD Bank, HMB ở đây. Nhóm thứ hai đó là nhóm VIX thì hôm nay cũng là một phiên tăng khá là tốt, thì cổ phiếu của Vingroup tăng đến 2,9%, đóng cửa ở mức 91.9 và cũng đóng góp khá là tích cực vào trong cái đà tăng chung của chỉ số. Các mã khác của Vingroup như là Vincom Retail hay là Vinhome hôm nay đều cũng là tăng rất là tốt. Ở chiều và nhóm nhóm trụ thứ ba ở trên VN30 đó là nhóm đồ uống thực phẩm, thì hôm nay cũng có một phiên tăng khá là tích cực, như là Masan tăng lên 147, hay là Vinamilk là đã tăng tăng lên mức mốc 90, và cuối cùng là mã Sabeco là hôm nay tăng nhẹ lên mức 163. Thì em xin phép được kết thúc cái phần điểm qua thị trường ngày hôm nay của em, và em xin được nhường lại cho anh Du ạ. Cảm ơn Khôi. Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong giao dịch đầu tuần. Thì cũng xin phép chia sẻ cái quan điểm của Du về diễn biến thị trường và các cái nhóm ngành từ các anh chị. Thì anh chị nào có câu hỏi thì vui lòng đặt ở trong phần chat nha. Lát Du sẽ cố gắng trả lời các cái câu hỏi của anh chị. Thì về diễn biến thị trường thì mình cũng không có cái gì update mới đâu. Tại vì quan điểm như trao đổi các anh chị trong mấy buổi trước thì Du duy trì quan điểm là tích cực thôi. Tại vì chỉ số đã vượt qua cái vùng cản chéo của mô hình tam giác ấy, và đang hướng về đỉnh cũ, đỉnh tháng 6 ở đâu đó khoảng 1425 điểm. Và như hôm trước Du có đặt ra một cái kỳ vọng theo mô hình là nó sẽ tiến về 1525 đến 1530 điểm. Thì mọi thứ nó đang diễn ra khá thuận lợi. Cái diễn biến ấy của dòng tiền thì Techcombank đang là cổ phiếu ngành ngân hàng đang tạo ra cái hiệu ứng để các cổ phiếu ngành ngân hàng tăng rất mạnh ngày hôm nay. Nó cho thấy cái sự tích cực của dòng tiền đối với cổ phiếu ngành ngân hàng, nó cho thấy bớt cái sự ảm đạm của những cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì về diễn biến thị trường, Du thấy là nó không thay đổi quan điểm gì nhiều đâu. Mình nghĩ là nó sẽ có cái kháng cự ở vùng 1425, chắc chắn nó sẽ là một cái kháng cự mà sẽ mất thời gian. Có những cái phiên giao dịch nó cân não đấy. Mọi người thấy này, ví dụ như cái đợt giảm tháng 1 nó cũng tương tự như thế thôi. Sau khi suy giảm thì khi tiến về đỉnh cũ thì đâu đó thị trường mất khoảng hơn một tháng để mà dao động quanh vùng kháng cự, và nó có nhiều lần nó bị dội lại, cảm giác như chỉ số không thể vượt nổi, nhưng sau đấy thì chỉ số nó vẫn vượt, nó đi lên. Thì lần này thì cái quá trình tích lũy nó diễn ra dài hơn, tức là chúng ta thấy cái quá trình tích lũy đâu đó nó diễn ra khoảng 3 tháng đúng không? Thì hy vọng là khi tiến về đỉnh thì nó sẽ mất ít thời gian hơn, vì thường cái quá trình tích lũy nó ít ý, thì khi tiến về đỉnh nó sẽ còn nhiều người kẹt hàng ở vùng giá cao, người ta sẽ bán các lỗ, thì nó sẽ là lực cản cho thị trường. Nhưng mà khi cái quá trình đi lên đã kéo dài thời gian như này 3 tháng rồi, thì cái quá trình đi lên lần này thì các Du nghĩ cái xác suất của đỉnh nó sẽ diễn ra nó dễ dàng hơn một chút. Nhưng tất nhiên nó sẽ có những cái tuần nó phản ứng ở vùng đỉnh và nó sẽ có những hiệu ứng nó hơi tiêu cực một chút, thì mình phải chấp nhận thôi. Còn về kịch bản và diễn biến nó đang rất là thuận lợi cho cái kịch bản mà vượt đỉnh để đi lên 1525, 1530, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng đỉnh để chúng ta đỉnh cũ của tháng 6 để chúng ta ứng xử tăng giảm tỷ trọng. Nếu mà nó có những cái diễn biến bất thường, chúng ta có thể giảm bớt cái tỷ trọng, tránh những rủi ro bất ngờ thôi. Còn cái xác suất thì nó vượt qua và nó đi về 1525 đến 1530 thì rủi ro rất là cao. Về diễn biến của dòng tiền phiên hôm nay thì mọi người cũng thấy là khi mà những cổ phiếu ngành ngân hàng tăng giá thì những cổ phiếu midcap cũng bị chốt lời tương đối mạnh, nhất là cái thời điểm mà bắt đầu từ sau 9 giờ đến 10 giờ đúng không ạ? Trước đấy số lượng cổ phiếu giảm rất ít, nhưng mà sau đấy cái thời điểm 10 rưỡi mọi người thấy nó có những lúc mà cổ phiếu giảm chiếm đến hơn số lượng cổ phiếu xanh chiếm đến 47%, cái đấy số lượng cổ phiếu tăng giá chỉ còn 40%, nhưng mọi người thấy là điểm đấy vẫn tăng giá tốt. Tại vì hầu hết những cổ phiếu tăng là cổ phiếu ngành ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, ví dụ như Hòa Phát này, rồi Masan này, rồi Thế Giới Di Động, rồi VNJ, VRE, Vinhome, VIX đúng không ạ? Thì điều này cái Dũng nghĩ là hoàn toàn bình thường thôi. Có nhiều nhà đầu tư đã có những khoản lợi nhuận tốt ở những cổ phiếu midcap trong thời gian mà các cổ phiếu ngành ngân hàng
đi xuống ấy, thì có nhiều người quay sang chơi cổ phiếu khác, và đến khi cổ phiếu ngành ngân hàng tăng thì họ chốt lời thì họ ấy chuyển ngược lại cổ phiếu ngành ngân hàng. Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Cá nhân Du nghĩ cái hành động đấy nó tốt cho thị trường, tại vì một thị trường muốn đi lên mà bền vững, muốn vượt ở những cái ngưỡng cản lớn ấy, vươn đến những cái mốc điểm cao hơn, thì rõ ràng nó phải phụ thuộc vào những cái trụ cột lớn, mà nhóm ngân hàng thì chiếm đâu đó hơn 1/3 vốn hóa của thị trường. Nếu như dòng tiền không quay trở lại với nhóm ngành ngân hàng, với những cổ phiếu lớn, thì rất khó để chúng ta có cái giấc mơ vượt 1/4, 1/4/25 để tiến về những mức cao hơn mà chúng ta kỳ vọng, ví dụ như 1/5/25 đến 1/5/30, đúng không ạ? Thì đây là điều hoàn toàn bình thường và tái dung nghĩa tích cực. Những cổ phiếu vốn hóa vừa nào mà nó bị điều chỉnh một vài phiên và sau đấy nó vẫn có động lực, nó sẽ đi lên tiếp thôi, cũng không đáng ngại đâu. Còn cổ phiếu ngành ngân hàng thì nó sẽ là tâm điểm của dòng tiền trong tuần này rồi, tại vì phiên nay thì khi mà Techcombank tăng giá tốt thì cái sự lan tỏa nó bắt đầu nó lan tỏa sang rất nhiều cổ phiếu khác rồi. Và như trao đổi các anh chị đợt trước thì cá nhân Du vẫn đặt niềm tin vào Techcombank, tại vì cái mô hình tích lũy của nó thì nó khá là thoải, nó không dốc như nhiều cổ phiếu bank khác chịu cái quá trình giảm rất là sốc. Thật ra là thường những cái cổ phiếu mà nó giảm ít ở đỉnh thì cái xác suất nó về đỉnh hoặc vượt đỉnh nó là tương đối cao. Và Techcombank thì nó hội tụ rất nhiều yếu tố, nhất là vốn hóa lớn này, tầm ảnh hưởng lớn này, đến chỉ số và các cái cổ phiếu ngành trong ngành này, rồi cái kết quả kinh doanh nó vẫn ổn và chất lượng tài sản vẫn tốt, không có cớ gì nó không dẫn dắt các cổ phiếu ngành ngân hàng cả. Thì vai trò dẫn dắt Techcombank các chúng ta đã khá rõ, nhất là phiên hôm nay. Còn mấy phiên trước các phiếu ngành ngân hàng thì phản ứng nó hơi hơi thờ ơ, nhưng đến phiên nay thì sau 2 ngày nghỉ cuối tuần có lẽ các nhà đầu tư đã có những cái suy nghĩ khác và người ta đã bắt đầu chọn ngành ngân hàng. Thì cái xác suất tiến về đỉnh cũ các anh Du vẫn duy trì nguyên thôi, còn cái xác suất vượt đỉnh thì mình sẽ đánh giá thêm, tại vì với cái xung lực ngày hôm nay thì ra là so với vùng đỉnh cũ ấy, thì nó cũng chưa có gì xuất sắc cả, chưa được như Hòa Phát. Hòa Phát khi nó khởi động và các phiên sau thanh khoản rất là tốt, còn với Tech thì thanh khoản nay đâu đó hơn 20 triệu, với bằng một nửa những cái phiên ở vùng đỉnh cũ, tức là nó chưa đủ cái khả năng tiêu hóa những cái phiên mà thanh khoản lớn. Mình sẽ quan sát thêm thôi, còn ít nhất là mình đặt một cái kỳ vọng nó về đến đỉnh cũ đâu đó quanh vùng 58 đến 585, đúng không ạ? Anh công thương có một phiên tăng giá tốt, công thương là phiên break out được cái xu hướng giảm. Đây là cái phiên mà cũng rất nhiều người ngóng chờ rồi, và thân Du cũng là người rất là ngóng chờ một cái phiên mà công thương có thể tăng giá mạnh và vượt qua cái cản chéo cái giảm này với cái khối lượng tích cực, đúng không ạ? Thì như này cái trạng thái công thương cũng bắt đầu hồi phục theo Techcombank rồi. Tất nhiên trạng thái nó sẽ yếu hơn, nó sẽ không được bằng những cái trạng thái như Techcombank, vì cái trạng thái của Techcombank thì nhất là nó chủ động, thứ hai nó thoải, nó có nhiều hỗ trợ và nó không bị phá đáy. Còn công thương thì đã bị phá đáy và rơi rất là sâu, chúng ta trên cái quá trình mà công thương giảm rất nhiều người bị kẹt hàng, và thanh khoản của công thương phim nay so với lại các phiên vùng đỉnh thì nó cũng đâu đó cũng khoảng một nửa thôi, còn chiếm khoảng 50% thì nó cũng chưa có cái xung lực người lớn nha, và chúng ta vẫn kỳ vọng là nó là một đợt hồi phục thôi. Nay ngoài công thương thì rất nhiều tiểu bang khác thì nó cũng hiệu ứng theo Techcombank. Ngán Du nghĩ đây là một cái ứng tích cực, tại vì nó cho thấy các cái dòng tiền lớn bắt đầu là vận động trở lại và nhiều người đã bắt đầu chuyển dịch sang phiếu ngành ngân hàng, thì nó sẽ giúp cho thị trường các phiên tới có nhiều cái cơ hội tiến đến vùng đỉnh cũ, và cái xác suất vượt đỉnh cũ nó sẽ tăng dần nếu mà điểm vẫn tăng tốt và thanh khoản nó tăng thêm. Ở phiên nay người thấy là một phiên tích cực khi mà thanh khoản quay trở lại mốc trên 21.000 tỷ, đúng không? Trong khi tuần trước thì chúng ta thấy có những phiên thanh khoản có 15.000 16.000 tỷ, thì đây là một cái sự cải thiện rất là tích cực về điểm số, về dòng tiền, về nhóm ngành dẫn dắt. Còn một tháng trước thị trường gần như không có nhóm ngành dẫn dắt rõ rệt, thì nó không có sự đồng thuận lắm. Phiên nay là phiên rất là tích cực, nhưng thì chúng ta thấy là nó cũng sát ở đỉnh cũ, thì có thể nếu cái tốc độ tăng này thì phiên mai phiên ngày kia nó sẽ chạm về vùng đỉnh cũ thôi, thì như thế chúng ta sẽ phải dè chừng một chút, tại vì bao giờ cái phản ứng ở vùng đỉnh cũ có nhiều người đã từng bị kẹt hàng thì nó sẽ có những phiên nó bị dội lại, và lúc đấy chúng ta sẽ phải thận trọng, tức là chúng ta hạn chế mua khi nó sát đỉnh cũ, hoặc là nếu mà tỷ trọng nó nhiều margin mà chúng ta có nhiều cổ phiếu quá thì có thể cân nhắc cái việc mà hạ bớt tỷ trọng khi nó tiến về vùng cũ để chúng ta quan sát. Còn nếu như diễn biến nó 1-2 phiên mà nó tựa ngược lại với diễn biến nó thông thường thì hoàn toàn chúng ta có thể chọn lọc chúng ta mua lại, thì cái xác suất của đỉnh là tương đối cao. Ngoài nhóm ngành ngân hàng thì những cổ phiếu mà đang duy trì xuống tăng, ví dụ như Hòa Phát và Trung tâm Thủ đầu tư với lại Du duy trì có điểm tích cực, thì mình vẫn nguyên quan điểm đó, tức là kỳ vọng đâu đó khoảng số 2 số 3 trong cái mô hình tam giác lên, thì nó cũng đang đi được một nửa chặng đường rồi, nó sẽ phù hợp với những ai mà đang nắm giữ thôi. Còn mua mới lúc này thì bắt đầu khó rồi, mới khi mà nó đang ở cái vùng nó mới chớm rứt lên và chọn
nó có khoảng 2 tuần để cho mọi người mua thì rất là thoải mái. Còn bây giờ khi mà mọi người nhìn rõ nó thì cái kỳ vọng nó sẽ không nhiều nữa, cái biên lợi nhuận bắt đầu nó hẹp rồi. Cá nhân Du nghĩ là mọi người nên giữ đó để chờ đợi điểm chốt lời thôi. Cổ phiếu gas là cổ phiếu mà cá nhân Du vẫn duy trì quan điểm phải nó quanh mốc 115, 116 để mọi người nên cân nhắc chốt lời thôi. Bởi vì cái quá trình tăng rồi nó rất là nóng và nó sẽ gặp cái vùng cản cũ ở vùng 2018, vùng đỉnh rất là lớn và có nhiều người kiệt hàng ở đấy. Tâm lý ở trong lịch sử người ta đã từng kiệt hàng vùng đấy và người ta chứng kiến những cú rơi mạnh thì chắc chắn là nó sẽ có những phản ứng. Cái diễn biến của gas mấy thế này cũng là một cái quá trình tích lũy và thường cái quá trình tích lũy này thì nó là tích cực, tức là khi nó gần tiến về đỉnh cũ thì nó lùi lại và nó có sự chuẩn bị trước khi nó tiến về đỉnh cũ. Thì về mặt xác suất thì nó có xác suất vào đỉnh 115, 116. Còn về nguyên tắc trading thì chúng ta vẫn phải tuân thủ thôi, tức là đợi nó phản ứng ở kháng cự và nếu như nó bị dội lại thì buộc phải chốt lời thôi, hoặc là chốt lời một nửa hoặc một nửa mạo hiểm. Thì đây là cái trạng thái mà nên quan sát để chốt lời thôi, không nên mạo hiểm tiếp. Tại vì nhìn chung các phiếu dầu khí thì nó cũng thế thôi, nó cũng đang về cái vùng kháng cự cũ và nó đang gặp những cái áp lực của việc chốt lời thôi, như PVS hay là VSR tích cực hơn một chút khi phiên này nó dũng cảm tiến về đỉnh cũ mà nó không bị bán nhiều, mà vẫn quan sát thôi, nó cũng chưa có cơ hội vượt đỉnh. PVD hay là PLX thì cũng thế, tức là những cái cơ hội bắt đầu nó hẹp hơn với cổ phiếu ngành dầu khí thôi, và chúng ta thiên về hướng anh chốt lời thôi, hạn chế cái việc mua khi nó sát kháng cự. Và những cái trạng thái khác ví dụ như FPT thì nó vẫn là tích cực thôi. Trên cuối tuần trước thì đã breakout cái xu hướng nền phẳng nhỏ tích lũy khoảng 2 tháng, hôm nay nó có điều chỉnh retest trong phiên ấy, nhưng không biết các anh chị nào mua không. Còn hiện tại thì mô hình nó vẫn rất là tích cực và xác suất nó sẽ tăng tiếp. Thì cái Du thấy là cái mô hình nó tích lũy hơi ngắn thì có thể là nếu mà mình nhìn thấy cái mô hình ngắn này mình có đặt một cái kỳ vọng nó không quá tích cực đâu, là nó không có lớn đâu, đâu đó khoảng 108, 110 thôi, thì nó cũng xứng đáng với những ai mà mua nắm giữ đó, vì cái kỳ vọng nó khoảng đâu đó khoảng 8 đến 10%. Còn để mà trading thì với cái kỳ vọng này nó không đủ lớn để mọi người trading, tốt nhất là nếu mà mua đầu tư thì người vẫn có thể mua được, trading thì sẽ chấp nhận cái biên kỳ vọng nó sẽ hẹp. Các cái trạng thái như kiểu thế giới di động hay massage này nó cũng vẫn tích cực thôi, tại vì nó liên tiếp vượt đỉnh đi lên thì nó điều chỉnh tích lũy đi lên, nhưng mà cái kỳ vọng tiếp thì nó rất là khó để đo lường. Và cái Dung nghĩ là những trạng thái này cũng khó để trading tiếp, tại vì nó không còn những cái đoạn tăng rõ rệt nữa, cái đoạn tăng lên nó rất là ngắn và nó không đủ mạnh nữa, thì có lẽ nó sẽ là cái trạng thái ủng hộ cho điểm số thị trường thôi, còn để mua trading tiếp thì rất là khó, nó qua một cái thời điểm mua tốt. Thì nhìn chung thì cá nhân Du thấy là nó là tích cực, còn những cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó cũng có cơ hội để nó hồi phục theo nhóm ngành ngân hàng ấy. Thì thường nhóm ngành chứng khoán ngành ngân hàng nó cũng mật thiết với nhau, thì đâu đó thì nó đang có cơ hội để hồi phục lại cái vùng đỉnh cũ thôi, còn cái xác suất của đỉnh thì nếu chúng ta nhìn được xung lực thì cái Du thấy nó cũng chưa mạnh. Thì thực ra cả thị trường hồi phục vùng đỉnh cũ thì những cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó cũng rất là nhạy thị trường, khi mà triển vọng thị trường tích cực là nhóm ngành chứng khoán nó cũng tích cực theo, vì cái triển vọng nó gắn với triển vọng thị trường. Nhưng mà cá nhân Du thấy là nó cũng rất khó có kỳ vọng vượt đỉnh ở ngay lúc này, là nó sẽ phù hợp với những ai mà đang bị kẹt hàng từ đợt trước thì tận dụng cái đợt này để nó giảm cái thiệt hại khi nó tiến về được cái vùng đỉnh cũ đó. Và cái xác suất vượt đỉnh thì mình cũng chưa nhìn thấy, nó chỉ có vài trường hợp của nhóm nhỏ, ví dụ như là BSD là trường hợp mà tuần trước chúng ta có phân tích là trường hợp mà vượt đỉnh rất là tích cực, nó phù hợp với những ai đầu cơ đó, và nó qua một cái điểm mua rồi khi nó retest lại rồi, và bây giờ mua mới rất là khó. Thì có những cổ phiếu ngành chứng khoán còn lại thì cái Dung nghĩ là nó sẽ là cái cơ hội để mọi người cân nhắc bán khi nó về vùng đỉnh cũ đó, tức là mình sẽ quan sát khi mà về vùng đỉnh cũ mà thanh khoản nó không tích cực hơn so với vùng đỉnh cũ thì tốt nhất là cân nhắc việc bán đó. Vì thường cái xung lực vượt đỉnh nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta nhìn thấy những cái phiên tăng giá khối lượng nó tốt hơn là những phiên mà lớn nhất là vùng đỉnh, đấy là cái lượng kẻ hàng này nó được tiêu hóa hết và người ta sẵn sàng khuân hết đi để nó tăng tiếp, nó sẽ tích cực. Còn hiện tại thì cái mình thấy nó cũng tốt cho những người bị kẹt hàng và còn nắm giữ đó, hoặc những người đầu tư dài hạn thôi, còn ngắn hạn thì nó chưa có điểm chỉ mới, vì dù sao nó vẫn đang trạng thái dưới đỉnh, và vì nó quá sát đỉnh nên ra là trạng thái trading nó cũng hấp dẫn. Tại vì những trạng thái mà nó cách xa đỉnh nó hồi phục, ví dụ như nhóm ngành ngân hàng thì nếu mà trading hồi phục thì người ta sẽ thích hơn, tức là những người đầu cơ người ta sẽ thích hơn.
còn vì nó quá sát đỉnh nên cái tâm tâm lý động cơ người ta sẽ bị giới hạn trong đầu nó rất là ngắn. Thì chắc là sẽ dừng cái phần trao đổi thị trường đây, thì xin dành thời gian trả lời các câu hỏi của các anh chị thôi. Tôi sẽ Cảm tắt ơn hình ạ. cho nó đỡ mất tập trung nhé. Em xin cảm ơn anh Du vì với phần phân tích thị trường cũng như là chuẩn bị sẵn tâm lý cho các nhà đầu tư về về một số cổ phiếu sắp vượt đỉnh hay là đang đang tiến gần về đến đỉnh, cũng như là phân tích cụ thể về một số cái nhóm ngành nổi bật như là nhóm ngân hàng vừa rồi ạ. Thì trước khi được chuyển sang cái phần hỏi đáp trả lời thì em xin phép được giới thiệu lại với cả các anh chị vừa mới tham gia vào cái buổi chương trình ngày hôm nay về khóa học DeGo DeTrade, đó là cái khóa học giao dịch chứng khoán của VinDirect, giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình và tìm kiếm những cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường. Thì khóa học sẽ khai giảng vào ngày 13 tháng 10, tức là ngày thứ tư tuần này. Thì em xin phép được để lại đường link ở chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như là đăng ký nếu các anh chị quan tâm đến chương trình này ạ. Dạ vâng, ngoài ra thì do thời lượng của chương trình có hạn nên là có một số câu hỏi là sẽ không thể trả lời hết được trong cái thời gian, thì em cũng xin phép được để lại cái đường link của trung tâm tư vấn ở đây để các anh chị nếu có câu hỏi sau chương trình thì có thể truy cập theo cái đường link tư vấn VnDirect ở dưới đây ở trong chat để mình có thể tiện và hỏi hỏi về những cái cơ hội đầu tư của mình, cũng như là những cái cổ phiếu mình đang nắm giữ về về xu hướng trading hay là mua bán ạ. Vâng, em xin phép được bắt đầu cái phần hỏi đáp ở đây ạ. Thì em thấy ở đây trong các nhà đầu tư là đang khá là đang quan tâm đến 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 ngành ngân hàng sau cái phiên ngày hôm nay ạ. Thì cụ thể ở đây là có rất là nhiều câu hỏi về các mã ngân hàng vốn hóa vừa hay là nhỏ hơn như là Tiên Phong Bank hay là SSB hay là OCB. Thì anh Du có thể trả lời các nhà đầu tư về cái xu hướng của những cái ngân hàng này không ạ? Cái quan điểm của Du thì trao đổi với các anh chị từ tuần trước ấy, tức là Du nghĩ là Techcombank là cái trạng thái dẫn dắt ấy. Nên ra là cá nhân mình thì mình thích là trading những trạng thái dẫn dắt hơn, mặc dù là có thể là cái quá trình tăng giá cái cổ phiếu dẫn dắt thì nó không tăng nhiều bằng cái cổ phiếu nhỏ hơn đâu, tại vì có nhiều cổ phiếu dẫn dắt thì chưa chắc là tăng vào những cổ phiếu ở cuối ngành đâu, nhất là những ngân hàng nhỏ mà thanh khoản thấp ấy. Ví dụ như là VIB chẳng hạn, là cổ phiếu mà giai đoạn đầu năm tăng rất là nóng, tại vì thanh khoản nó rất là thấp, và thanh khoản nó thấp thì chỉ cần một số tiền nhỏ thì nó có thể tăng mạnh. Những cái trạng thái như này nó sẽ mạo hiểm hơn thôi, nhưng mà nhìn chung thì cá nhân tôi thấy là những cái cổ phiếu ngành ngân hàng thì nó khi mà cổ phiếu dẫn dắt nó tăng giá, nó có sự cộng hưởng thì những cổ phiếu khác thì nó sẽ tăng giá thôi. Tech tăng rồi công thương thì cũng là một trường hợp mà người cân nhắc được, tại vì không phải mạo hiểm những ngân hàng nhỏ đâu. Công thương là một cái trạng thái giảm rất là sâu và đủ cái biên hấp dẫn để nhiều người chết đinh rồi, đúng không? Thì từ đây đến vùng đỉnh nó vẫn còn khoảng 30%, tất nhiên là nó có thể không về đến đỉnh, nhưng mà trong cái quãng đường đi thì có nhiều cái chỗ để người chết định được. Còn cá nhân Du thì mình thích tech hơn, tại vì những cái trạng thái mà nó có thể có xác suất vượt đỉnh thì nó vẫn thích hơn là những trạng thái mà nó không có nhiều xác suất vượt đỉnh, mặc dù nó có thể hồi phục mạnh hơn trong một vài phiên tới. Như công thương thì xét ra thì một người mua phiên ngày mai chẳng hạn, nếu mà nó có điều chỉnh trong phiên thì nó cách đáy đâu đó khoảng 5% thôi, 3 đến 5% thì nó rất là rẻ. Mọi người tránh nhạy cảm cái đợt giảm rất là dài. Hiện tại 30 nó thành hỗ trợ rồi thì mai mọi người cứ xác định là cái vùng 30 đến 31 là cái vùng người cân nhắc việc mua thôi, và mọi người lựa các thời điểm nó trùng xuống trong phiên thôi. Và kể cả phiên mai nó tăng tiếp thì đợi phiên ngày kia thôi, tại vì thị trường kia nó tiến sát về đỉnh và các cổ phiếu này nó mới từ đáy nó đi lên ấy. Thì nó tăng khoảng 2 phiên nó điều chỉnh là bình thường. Ít khi nó tăng được một mạch lắm. Nhất là những trạng thái có thanh khoản lớn như này. Còn những trạng thái ngân hàng khác ví dụ như OCB thì nó tích cực hơn. OCB thì trạng thái tôi thấy là nó là trạng thái mà sideways ngang và nó cũng có nhiều xác suất để vượt đỉnh. Thì nhìn hiện tại thì nếu mà trading cổ phiếu này thì cũng không nên, vì nó cũng là trạng thái nó sát đỉnh, thì mình nên đợi khi nào nó vượt đỉnh thì mình trading thì hay hơn. Còn hiện tại nó sát đỉnh như này thì nó hợp với những ai có thì giữ nó để quan sát ở vùng đỉnh thôi, thì từ đây đến đỉnh nó chỉ cách khoảng hơn một giá thôi, 4%. Nó quá hấp dẫn để mình bet cho cái kịch bản trading vượt đỉnh, tại vì cái thanh khoản người thấy là hiện tại đến vùng đỉnh thì nó chưa tương xứng, thanh khoản đâu đó nó chỉ khoảng một nửa vùng đỉnh cũ thôi, là mình chưa thấy cái xung lực vượt đỉnh, nhưng nó là trạng thái tích cực hơn nhiều so với những trạng thái như công thương hay là
hay là STB chẳng hạn, VIB chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ khó tăng mạnh được trong tuần này đó, vì nó không không giảm mạnh trong quá trình trước mà cái xung lực của đỉnh thì chưa có. Còn những trạng thái như MSB nó cũng tương tự thôi, nó cũng không không tệ như công thương hay là VIB, nhưng mà nó là trạng thái 50-50, rất khó để trading trong cái biên độ hẹp thế này. Ít nhất là nếu mà muốn trading phải đợi nó vượt đỉnh thôi, vì khi nó sát đỉnh thì tốt nhất là đợi vượt đỉnh, còn khi nó cách xa đỉnh thì trading sóng hồi nó sẽ dễ nghĩ hơn. Thì MSB cũng mới chia tách cổ phiếu ấy, thì cái Du thấy là chia tách xong cổ phiếu cũng không, động lực tăng không mạnh lắm, nhưng mỗi khi cổ phiếu chia tách xong thì như hôm nay phải tăng rất là mạnh, nhưng mà vì cái trạng thái của nó trong vài tháng qua nó không có gì đặc biệt, nên là dòng tiền nó sẽ ưu tiên những cổ phiếu mà có chất lượng và nó đã giảm sâu, nhất là những trường hợp như công thương hôm nay dòng tiền đổ vào rất là tốt. Cá nhân mình nghĩ là một người có thể chọn cổ phiếu ngân hàng nào cũng được, tại vì nếu một người xác định là Techcombank có cái xác suất nó về lại đỉnh cũ và cái kịch bản thị trường mới đặt ra là nó sẽ vượt đỉnh chẳng hạn, thì lúc đấy cái niềm tin đối với những cổ phiếu ngành ngân hàng nó sẽ khác, là chúng ta nhìn nó như trạng thái hiện tại. Tại vì như tuần trước tôi trao đổi với anh chị là khi mà Techcombank tăng giá thì rất có nhiều khả năng những cổ phiếu ngành ngân hàng khác sẽ tăng theo và rất nhiều cổ phiếu sẽ hồi phục. Ngay cả những trạng thái xấu như công thương thì nó cũng là cái cơ hội mà có thể cân nhắc được, nếu mà nó hồi phục nó vượt qua cái cản chéo như phiên hôm nay. Thì nếu anh chị chưa mua hôm nay thì một hai phiên tới thì mình cân nhắc điều chỉnh mình mua thôi. Và tốt nhất là nên chọn những cái ngân hàng lớn có chất lượng thay vì các ngân hàng nhỏ. Tại vì những ngân hàng nhỏ thì thanh khoản nó thấp, đâm ra là cái tính bấp bênh của nó cũng sẽ cao hơn, cái rủi ro nó sẽ cao hơn ở những ngân hàng lớn. Thì khi mà gặp những cái cú rung lắc điều chỉnh thì chúng ta mới thấy cái sự khác biệt của những cổ phiếu dẫn dắt so với những cổ phiếu mà ăn theo. Thường những cổ phiếu dẫn dắt thì nó sẽ điều chỉnh rất là nhẹ nhàng thôi, thậm chí nó rất là vững. Còn những cổ phiếu mà được gọi là ăn theo thì nó sẽ tăng mạnh hơn khi mà hiệu ứng, nhưng mà khi mà giảm thì nó sẽ cái tâm lý bất ổn của người nó sẽ tăng tăng cao ra, nhiều người sợ bất ổn người sẽ bán nó quyết liệt hơn, không được vững như cổ phiếu kiểu Techcombank. Cá nhân mình có quan điểm như thế, còn mình nghĩ là cổ phiếu nào cũng được, quan trọng là người lựa các cái nhịp điều chỉnh trong phiên người mua được giá tốt, tại vì nó vẫn là hồi phục nên không nhất thiết phải mua đuổi. Thì hầu hết các cổ phiếu đang ở dưới đỉnh, người mua đuổi thì nó giống như trading uptrend thì có thể mua đuổi, còn đã trading sóng hồi thì hoặc là những cái sóng hồi phục thì tốt nhất là lựa những cái thời điểm nó điều chỉnh cũng đã nó tốt ấy, nó có cái biên an toàn tốt thì một người mua đỡ rủi ro đâu. Còn trường hợp của Techcombank là trường hợp nó khác biệt so với ngành, nó là trường hợp mà đã vượt đỉnh và đi lên nó khá xa so với mặt bằng chung rồi, và nó phù hợp với ai nắm giữ đâu, còn cái thời điểm mua thì nó cũng qua mất rồi. Hiện tại thì nó vẫn đang càng thuận lợi hơn vì nhóm ngành ngân hàng đi lên thôi, đáng suy nghĩ nó sẽ vẫn tiếp tục đi lên thôi, nhưng mà nó sẽ thuận lợi với những ai giữ thôi. Còn bây giờ để tính cái kỳ vọng của thực tại rất là khó, vì cái đợt tăng vừa rồi nó xuất phát từ rất là sâu, từ cái mức 30 và 3 này, 33 34 bắt đầu xuất phát lên và nó cũng tăng khoảng hơn 30% rồi. Trong cái đấy thanh khoản mấy phiên nay thì nó cũng bắt đầu chứng lại, và có vẻ như những cái hoạt động của cái đi tăng vốn và bán ra nước ngoài nó cũng giảm cái động lực tăng giá tiếp chỗ này. Mấy hôm nay thực ra nếu mà ai cầm một tuần qua thì mức giá tăng không nhiều, và ngay cả tăng phiên nay so với đầu tuần trước thì mức giá tăng đâu đó cũng chỉ khoảng 1% thôi, 1-2% không quá lớn. Đang dùng cơ hội mà nó mới thì nhiều người sẽ thích hơn, và những cái cơ hội của nó đang từ quá trình giảm sâu đi lên, hoặc là tech hoặc là công thương dạng như thế thì người sẽ đồng tiền lớn sẽ thích hơn. Mọi người nên chọn những cái cơ hội lớn mà có chất lượng như thế thì mình quyết định trên những cổ phiếu chất lượng thì nó sẽ an toàn hơn. Là có câu hỏi là tiếp một khối. Vâng, tiếp anh có nói đến là việc ví dụ như là cổ phiếu Techcombank rất là phù hợp, rất là một cơ hội rất là tốt cho các nhà đầu tư khi mà cổ phiếu là đang cổ phiếu có diễn biến khá là tích cực ấy, thì nhà đầu tư Hiền Thảo ở đây có câu hỏi là thế thì những mã trong VN30 như là Techcombank hay là Hòa Phát hay là FPT thì cái xu hướng cầm chung dài hạn như thế nào ạ? Thì anh Du có thể đánh giá được ba cơ hội này không ạ? Ra xu hướng chung và dài hạn thì phải nhìn theo cái cạnh cơ bản ở vĩ mô đó, tức là nhìn theo cái cạnh ngành nữa. Còn chúng ta đang trong cái buổi trao đổi về kỹ thuật thì thường Du sẽ trao đổi những quan điểm ngắn thôi, tại vì muốn đánh giá một cổ phiếu, một doanh nghiệp trung hạn ấy, thì chúng ta phải nhìn vào những cái yếu tố cơ bản nhất của doanh nghiệp và cái triển vọng ngành của doanh nghiệp. Thì đánh giá nhanh thôi thì cá nhân Du thấy là cái triển vọng của các cổ phiếu đầu ngành ấy, thì ví dụ như Hòa Phát hay FPT hoặc là Techcombank ấy, cá nhân Du có đánh giá là rất tích cực. Tại vì có điểm của Du thì cái xấu nhất của năm nay nó rơi vào quý 3 này rồi, còn ít nhất thì quý 4 năm nay nó cũng tích cực hơn rồi, và những triển vọng của năm năm tới
để việc duy trì lãi suất thấp và các gói kích thích kinh tế, thì những cái doanh nghiệp đầu ngành thì thường sẽ là những doanh nghiệp hưởng lợi tốt nhất, tại vì là họ có nhiều cái thế mạnh, có nhiều cái điểm tựa để họ tận dụng cái thế mạnh đấy. Thì cá nhân vẫn nghĩ là những doanh nghiệp đầu ngành là những doanh nghiệp tốt. Nếu mà mình nhìn cái triển vọng thị trường từ giờ đến cuối năm và năm sau tốt, thì những doanh nghiệp đầu ngành vẫn là những doanh nghiệp đáng quan tâm nhất không? Thì phép chuyển câu hỏi khác. Vâng, nhà đầu tư Kiên Đỗ muốn hỏi anh Du về phân tích trading cho PLX và KSB ạ. PLX thì thực ra là nó cũng hơi lagging so với ngành dầu khí. Cái quá trình sóng của ngành dầu khí vừa rồi thì PLX tăng không mạnh. Và thực ra là nếu mà nhìn trong vài năm qua thì nó cũng giống nhiều thứ dầu khí khác, là càng ngày nó càng đi xuống. Mô hình của nó cũng nhìn nó xem VRE, tức là cái quá trình lên sàn này có một nhịp tăng rất là mạnh, sau đấy thì cứ đi xuống. Thì cái dù thế là nếu mà anh chị khớp với tình hình dịch bệnh của Việt Nam trong hơn một năm qua thì nó có nhiều đợt giãn cách, tâm ra cái tình hình tiêu thụ xăng dầu nó bị ảnh hưởng và cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó bị ảnh hưởng. Cộng với đó thì các cái đợt vừa qua thì doanh nghiệp bán rất nhiều cổ phiếu quỹ, tâm ra là giá nó không tăng mà cũng không giảm, nó không tạo cái biên hấp dẫn để người ta chết đinh. Có những cái mức giá mà có thể là giữa đối tác và bên doanh nghiệp người ta mong muốn là trao tay cái cổ phiếu quỹ ở giá đấy. Thì như hiện tại mình thấy là cái xu hướng ngắn đến trung hạn thì nó cũng chưa có gì tích cực. Thực sự là nhìn, nếu mà nhìn từ 2018 rồi nó vẫn đuối, còn nhìn ngắn hạn thì ngay cả từ 2020 đến giờ cái cách tăng nó cũng rất là yếu. Để kiếm được vài chục phần trăm cổ phiếu này thì phải rất là kiên nhẫn và rất là kiên định, vì cái mức tăng nó rất là ít và mỗi lần tăng nó bị dội ngược lại rất là nhanh, thì nó cũng chưa có gì chết đinh đâu. Thì cái anh Dung nghĩ khi nào mà nó phải vượt cái vùng giá 60 này, tức là nó phải vượt cái đỉnh của mấy năm, thì ít nhất là lúc đấy nó bắt đầu nó phát sinh những cái kỳ vọng mới, 58-60. Thì còn hiện tại thì mình chưa thấy nó có cái gì đặc biệt chết đinh. Trường hợp tiếp khách hàng hỏi là cổ phiếu gì em nhỉ? KSB anh ạ. KSB thì nó được hưởng lợi từ đầu tư công. Thì trường hợp cổ phiếu này cái Du thấy nó vẫn tích cực, vì nó nằm trong những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ đầu tư công cùng với những cổ phiếu mà ngành xây dựng và sắt thép xi măng. Thì KSB nó có cái đỉnh 2017, nó cũng khá gần ấy, đâu đó khoảng 38. Hiện tại đang sát cái đỉnh đấy, nên tốt nhất là đợi thôi. Thì nếu mà muốn chết đinh thì phải đợi nó tích lũy xong, nó vượt qua đỉnh 38 đấy, nó cho thấy là nó vượt mọi cái đỉnh lớn để nó tiến lên một cái sóng tăng chung và dài hạn hơn, thì lúc đấy chết đinh thì nó hay hơn. Còn bây giờ khi nó đang sát cái đỉnh thì không nên chết đinh, nó rất là gần rồi, cách có khoảng hơn một giá thôi, giá này hai giá đâu đó khoảng 5-7% thôi. Và thường những cổ phiếu mà nó gặp những cái đỉnh lớn thì nó hay có những cái xác suất nó bị thoái lui lại, thì mình nghĩ là nên đợi cho cái quá trình thoái lui này và nó thay máu kết thúc, sau này nó vượt được cái đỉnh 38 thì nên cân nhắc cho những cái nhịp tầm nhìn nó xa hơn và chết đinh nó thoải mái hơn. Còn ra ngắn hạn thì xu hướng nó vẫn là tích cực thôi, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những ai mà có và đang giữ thôi. Cổ phiếu này đợt rồi tăng rất là tốt, nếu mà tính ra mức tăng nó tăng đâu đó khoảng 50%, hơn 50% đúng không ạ, tăng khoảng 14 giá so với giá 22, sẽ tăng khoảng hơn 60%. Phù hợp với những ai có là quan sát ở vùng 18 để người ta quan sát xem có vượt không, người ta chốt lời là chính thôi. Còn mua mới thì không nên, anh Dung không nên mua lúc này, nhất phải đợi khi nào nó vượt 38 thì bắt đầu quan sát và cân nhắc việc mua mới trong một triển vọng lớn hơn. Còn lúc này mua thì nó không xác định. Dạ vâng. Tiếp theo nhà đầu tư Hoa Nguyễn có câu hỏi về trading ngắn hạn cho mã QNS và HAH. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi trong vài tuần vừa qua, là thì tôi vẫn duy trì quan điểm giống như lần trước thôi, tức là cái vùng đỉnh cũ của nó từ khi lên sàn thì nó vẫn chưa vượt dứt khoát 54-55 khi lên sàn 2017, nó vẫn bị mắc kẹt ở đây và nó đang tích lũy để nó đợi vượt. Thì khi nào mà thấy nó vượt 55 và nó kết thúc phiên đóng phiên vượt 55 với khối lượng tốt thì lúc đấy quan điểm của Du thì mới mua, vì mua sát đỉnh là cái cách mua mà mình cũng không thích lắm. Mình chấp nhận là mua khi nó vượt đỉnh hoặc nó vượt xong retest ấy, thì nó cho thấy là cổ phiếu đã thực sự tăng mới. Còn khi có hai đỉnh có ngang như chẳng hạn, dài vài tháng là rất mệt mỏi. Nên là quan điểm của mình sẽ chưa chết đinh của phiếu này. Phiếu nào đấy em nhỉ? HAH anh ạ. À, Hải An. Hải An thì diễn biến các phiên gần đây tích cực. Cái anh Dung nghĩ là cái xung lực của Hải An thì có lẽ có xác suất vượt đỉnh, tại vì
nhìn kể cả theo cái kết quả kinh doanh nữa thì những cổ phiếu ngành cảng biển thì vẫn là cổ phiếu có kết quả tích cực trong quý 3, cảng biển, phân bón rồi công nghệ, sắt thép chắc chắn là những doanh nghiệp mà có kết quả tích cực. Thì nhưng mà cái rủi ro hai đỉnh nó vẫn còn nguyên, tức là cổ phiếu này thì nó chưa vượt cái đỉnh gần nhất là vùng 74. Nên nếu mà có thì anh chỉ giữ thôi, tức là mình đợi quan sát ở vùng đỉnh 74 xem nó có vượt hay không. Mà cái dung tích sắp xuất vượt thì nó tương đối cao, nhưng chẳng qua nếu mà nó vượt thì cái kỳ vọng nó lên đâu thì mình cũng rất khó phán đoán, tại vì nó cái nhịp điều chỉnh rồi nó tích lũy rất là ngắn, nó không tạo những sóng tăng mà mình kỳ vọng nó đủ mạnh được. May giá là một phiên T3 chốt lời hoàn toàn bình thường thôi, và những người mua ở giá 61-62 về và chốt lời vì thấy nó sát đỉnh thôi, nhưng mà bình thường nó chưa gì xấu cả thì vẫn giữ được. Còn mua mới thì nên đợi nó vượt đỉnh, tức là vượt 74 chấm x thì mình cân nhắc đấy, nó sẽ thanh thoát hơn. Vì nhìn chung so với các cổ phiếu ngành cảng biển khác thì hầu hết nó cũng đang gặp cái trạng thái mà nó quay lại cái vùng đỉnh cũ, đang bị lưỡng lự, có thể là nó sẽ bị mất thêm một vài phiên nữa để nó xác định cái xung lực. Thường những cổ phiếu này dạng này nó cũng điều chỉnh một hai phiên khối lượng thấp ấy, và sau đấy nó có một phiên tăng mạnh khối lượng lớn mà vượt được đỉnh thì nó sẽ confirm quá trình vượt đỉnh. Thì đấy là quá trình vượt đỉnh nó được coi là tích cực, tức là nó không cố tiến về đỉnh cũ để nó bị thất bại, mà nó sẽ tích lũy trước kháng cự một chút, một vài phiên. Nó giống như anh chị đi đường mà gặp một cái bất lợi ở đấy mà mình đã biết trước thì mình sẽ lùi lại cách xa xa để mình chuẩn bị mọi thứ trước để mình vượt qua nó, thì xác suất vượt qua nó sẽ rất là cao. Nếu như ta cố tình lao đến khó khăn đấy và chúng ta không có sự chuẩn bị trước thì nó rất dễ bị thất bại. Thì cái dung ý trạng thái như quả Hải An hay CMS thì cái xác suất vượt đỉnh nó vẫn còn, nhưng mà phải kiên nhẫn thôi, đợi nó tích lũy xong thêm một vài phiên nữa nó vượt hẳn chúng ta mua, hay hơn là mua ngay sát đỉnh với cái biên nó còn có vài 3% và nó sẽ bị cái áp lực tâm lý hai đỉnh. Khi mà nó dội ngược lại sẽ nhiều người sẽ bị hoảng, người ta sẽ bán, thì lúc đấy mình quan sát. Nhưng mà cung nó thấp trong vài phiên tới và sau đấy nó quật lại những cái phiên mà tăng vượt đỉnh khối lượng lớn thì nó mới là confirm vượt đỉnh, thì nên mua những lúc đấy. Thì nó confirm một dòng tiền lớn, người ta vẫn vẫn cầm cổ phiếu và người ta vẫn tiếp tục thúc đẩy giá nó tăng tiếp. Và một cổ phiếu muốn tăng giá nó phụ thuộc nhiều dòng tiền lớn thôi, ta phải quan sát cái hành động khi nó gặp những kháng cự đấy và nó vượt qua chúng ta mua theo thôi. Hiện tại thì không nên vào, có thì nên giữ thôi vì nó vẫn tích cực thôi, và không nên mua mới. Dạ vâng. Tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi với xu hướng của nhóm cổ phiếu phân đạm, cụ thể ở đây là đạm Phú Mỹ hay là đạm Cà Mau ạ? Nhóm rất là hot trong thời gian vừa rồi ạ. Nhóm này cũng là nhóm mà cái tôi thấy là cái kết quả kinh doanh quý 3 nó vẫn là tích cực. Nếu mà một người đọc cái báo cáo định xuất một bên ấy, người ta đưa ra dự báo thì cá nhân tôi thấy là nó rất là hợp lý. Thì nhìn theo cái diễn biến giá của các mặt hàng của nó trong thời gian qua, thì trường hợp của đạm Cà Mau thì nó mạnh hơn trường hợp của đạm Phú Mỹ, thì nó lên rất là nhọn mà nó lại tích lũy ít, tức là tích lũy được đi ngang mà không bị sụt nhiều. Hôm nay cũng là một phiên tăng tốt nhưng mà nó chỉ là bù phiên qua. Thì hiện tại nó đâu đó có một cái kháng cự đâu đó quanh giá 30, thì mấy hôm vừa rồi nó cứ dội lên đến đấy, nó bị ai đó đấy phá rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại nó chưa có gì xấu cả, nếu mà có thì nên tiếp tục giữ thôi, vì nó vẫn là trạng thái đi lên và nó tích lũy đi ngang, chưa có gì xấu. Nhưng mà có thể là mình đặt trong cái giới hạn này mặt thời gian ấy. Ví dụ như một tuần nữa mà nó cũng vẫn không vượt cái ngưỡng 30 thì từ nay cuối tuần chẳng hạn nó vẫn không vượt, tức là chúng ta cho nó một cái thời gian thay vì cắt lỗ chưa lên stop theo mức phần trăm, chúng ta cho nó một cái khung thời gian để nó thể hiện. Nếu mà trong hết tuần này nó vẫn đi ngang, tức là nó có đến 2 tuần đi ngang rồi nó không đem lại hiệu quả nữa, thì có thể chúng ta phải chốt lời. Đạo của Mỹ nó tương tự thôi, nó cũng không có gì quá xấu cả, nhưng mà nó không được mạnh như của đạm Cà Mau. Là nó đạm Cà Mau nó vượt xa đỉnh và nó tích lũy ở cái trạng thái nó đẹp hơn hẳn. Còn đạm Phú Mỹ thì vẫn bị cái kháng cự ở đâu đó khoảng 38, mà hôm trước có một phiên rất là đẹp mà hôm ngày thứ năm dội lên cùng giá đến gần 40, sau đó bị bán ngược lại. Hiện tại nó cũng chưa có gì quá tiêu cực, thì xét trong vài tuần qua nó vẫn là tăng giá và ai mua thì đa số vẫn lãi đâu, nhưng ai mua cao thì đang lỗ nhẹ một chút đáng kể. Cá dung nghĩa là vẫn được. Còn nếu như mình cho nó cái điều kiện từ nay đến cuối tuần mà nó vẫn không tăng chẳng hạn, hoặc nó bị thoái lui thêm ấy, thì mình buộc phải chốt lời thôi. Tại vì có thể là tiền nó bị hút sang những cổ phiếu ngành ngân hàng. Mình cứ đặt tâm lý vào những người đã giữ những cổ phiếu này mà người ta lãi nhiều, thì có thể có những người ta muốn chốt lời người ta sang cục bắt đáy cổ phiếu ngân hàng, thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Ngày xưa người ta bán ở vùng đỉnh chẳng hạn, người ta mua phiếu này, còn bây giờ người ta lại swap ngược lại, tạo những cái sự đối nghịch của dòng tiền trong những phiên mà gọi là và dòng tiền nó luân chuyển sang nhóm ngành khác ấy. Cái đấy mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mình đặt ra cái điều kiện là nó hết tuần này nó không tăng tiếp hoặc là nó thoái lui tiếp khoảng mấy phần trăm thì mình sẽ phải bán thôi. Còn cái dung ý hiện tại nó cũng chưa vấn đề gì.
nhìn vẫn ổn và kết quả kinh doanh nó vẫn là tốt, chưa phải áp lực lắm. Dạ vâng. Nhà đầu tư Văn Hòa có câu hỏi về phường trading cho mã SSB anh ạ, Sibank. SSB này trạng thái cổ phiếu mà nó cũng không có tính tự nhiên lắm đâu. Anh chị thấy là từ khi lên sàn thì nó cũng biến mình nó một đường thôi. Sau khi lên sàn rồi đi ngang lại lên, rồi nó xây được một cái cây cầu của nó đi ngang cả mấy tháng. Tức là thường những cổ phiếu có tính thị trường thì nó sẽ có sự dao động nhịp nhàng theo cái mẫu hình thị trường. Ít khi có những cái trạng thái đi ngang kiểu rất là dài này. Đây là cái trạng thái mà thực ra thanh khoản nó cũng thấp. Cổ phiếu thì mới niêm yết, nên ra là có thể là những cái lượng float ra ngoài là không nhiều. Thực ra là những cái cổ đông lớn người ta vẫn giữ được cổ phiếu lớn, số lượng lớn cổ phiếu mà người ta vẫn có thể hỗ trợ được giá cho nó không bị rơi. Và trường hợp của Sibank thì Dung nhớ đâu đó là người ta có cái nghị quyết về việc phát hành đối tác chiến lược, thì anh chị tìm hiểu về đấy. Thì có thể cái động lực về việc phát hành cho đối tác khiến giá cổ phiếu nó không bị áp lực rơi, có nhiều người kỳ vọng để phát hành giá cao. Còn cái trạng thái này về thuần về mặt trading là không trading được, vì nó không không thực sự có tính tự nhiên lắm, và thanh khoản nó cũng rất là nhỏ, 1 đến 2 triệu một phiên thôi. Và thường giá người thấy là trong phiên có rất nhiều đợt mà giá nó bị sụt trong phiên, cuối phiên thì luôn được đỡ giá. Ai đấy người ta rất ủng hộ cổ phiếu và người ta thường mua vào trên ATC, thì nó không thực sự có tính tự nhiên lắm. Nhưng về mặt xuống thì nó có lẽ nó cũng sẽ vận động theo nhóm ngành ngân hàng thôi, nhưng mà cái trạng thái của nó thì rất khác biệt, nó là trạng thái đi ngang cả mấy tháng nay, nó không có trạng thái biến động nhiều. Cái chúng ta rất khó để mà chết định cổ phiếu này, và mình cũng thêm người nên chọn cổ phiếu nào có tính thị trường hơn thôi. Còn nếu cổ phiếu này người mua thì người nên tìm hiểu chuyện về để phát hành cho đối tác của họ, và xem cái tiến độ nó đến đâu và có cái kỳ vọng của nó rõ rệt không để người đầu tư cái câu chuyện đấy đâu. Để chết định được kỹ thuật thì hơi khó thôi. Vâng, nhà đầu tư anh Tú thì muốn nhà hỏi nhận định về mã OCB và APS, thì anh Du đã có nhận định về OCB rồi, thì không biết là anh có thể chia sẻ nhận định về APS cho nhà đầu tư anh Tú không ạ? APS thì nó là công ty chứng khoán APEC đúng không? Thuộc nhóm của các cổ phiếu APEC, APS, API thì nhìn chung cổ phiếu này thì nó vẫn là tích cực nếu mà nhìn theo kỹ thuật, nó không cũng không bị diễn biến tiêu cực theo nhóm ngành ngân hàng đâu. Thì nếu anh có thì anh vẫn có thể tiếp tục giữ thôi. Còn mua mới thì sự là nó không có điểm mua mới, tại vì nó đã tăng một nhịp rồi rất là miệt mài từ tháng 7 rồi. Tăng rất là đều đặn từ tháng 7 đến giờ và nó không có nhịp điều chỉnh tích lũy. Thì thường các cổ phiếu mà có điểm mua mới thì nó phải giống như cái đoạn mà chúng ta thấy là đoạn tháng 6 đến tháng 9 này. Đến đầu tháng 9 này, nó có một cái nhịp mà nó tích lũy giảm vào đấy, nó đi ngang hạn, sau đấy nó vượt đỉnh thì sẽ là một cái điểm mua mới. Nó tạo ra một cái điểm mua mới mà đã có sự thay máu rồi. Còn cái quá trình đi lên mà nếu mà tính từ từ tháng 7 đến giờ nó chưa có quá trình đấy. Thì kết hợp với những ai còn thì có thể là anh giữ tiếp thôi. Còn để mua mới lúc này thì không có điểm mua mới. Tính ra nó đã tăng rất nhiều nhịp rồi và không có cái kỳ vọng ở đấy nó rõ ràng. Còn nếu như đang có thì anh đặt cái mức trailing stop thôi, và khi cổ phiếu này nó sụt bao nhiêu phần trăm từ từ cái giá cao nhất trên đường nó đi thì anh bán để cái mức trailing stop, tùy cái mức lãi của mình. Nếu mình lãi khoảng 20% thì mình để trailing stop khoảng 7%, tức là bằng 1/3, nó sụt 7% là mình sẽ thu lợi nhuận về, và mình thu về tức là mình chấp nhận mất đi 7% so với lợi nhuận. Nếu anh đã lãi khoảng 30%, anh có thể đặt trailing stop là 10%, tức là mình chấp nhận mất đi 1/3 lợi nhuận khi mà nó bắt đầu nó thoái lui. Còn hiện tại cổ phiếu này thì để mua mới không điểm mua, còn nếu mà giữ thì vẫn giữ được, vì nó vẫn rất tích cực và có vẻ cũng là một cái trạng thái mà mình nó một đường thôi, nó không thuộc vào thị trường hay nhóm ngành lắm. Có thể là có những câu chuyện riêng của doanh nghiệp người ta muốn phát hành hoặc muốn bán đối tác hay gì đó. Trước đây cổ phiếu này nó cũng rất là tệ về mặt cơ bản thôi, mà có vẻ là cái triển vọng chung của ngành chứng khoán đã giúp cho những cổ phiếu này nó có sự thay ra đổi thịt thì rất được. Còn chế định mua mới thì cá nhân Dung nghĩ là không nên. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Thanh Phong muốn hỏi anh Du về xu hướng của mã HHV hiện tại ạ. Đều cả HV là cũng làm mã cổ phiếu một cá nhân Du quan tâm từ suốt từ đợt tháng 6 tháng 7. Cá nhân mình thì cũng mua chiếc đinh cùng 17.x đến 18 và có lúc nó rơi về tận 16. Nhưng mà mình thì theo dõi cái thương vụ của HHV thì chủ yếu mình kỳ vọng vào cái việc mà thứ nhất là được niêm yết sang sàn Hồ Chí Minh do công ty chứng khoán HSC đang tư vấn khi mình đọc các thông tin đấy. Thứ hai là mình kỳ vọng là về đầu tư công cuối năm ấy. Thì đấy là hai cái điểm nhấn chính mà
khi mà mình chọn HLV để chết đinh như thời gian trước, nhưng mà khi mà nó lên đến vùng 22-21 rồi thì mình cũng có bán lô cuối cùng. Thì cá nhân mình thấy là nhất là cái thông tin về việc niêm yết thì nó bị trì hoãn quá lâu, và mình thấy là có cái thông tin về việc HLV phải xin ý kiến của các bộ ban ngành để được niêm yết sớm hơn bên HO. Tức là sao, tức là cái hồ sơ niêm yết thì nó có vấn đề và người ta phải đang xin vượt cấp để giải quyết việc đấy. Thứ hai là gần đây thì HHV có xin rút khỏi một dự án cao tốc, thì cũng những cái đoạn mà từ Hà Nội, cuối Hà Nội lên đến Bắc Giang, xong rồi từ đấy lên tận Lạng Sơn, tức là nối cái cửa khẩu cuối cùng ấy, đến tận cửa khẩu Trung Quốc ấy. Thì cái dù đánh giá cái thông tin nó hơi tiêu cực một chút, tức là một cái dự án cao tốc lớn của chính phủ giao thì HHV đánh giá là cái điểm thu phí nó không không được nhiều, và HLV do đề xuất cái số trạm thu phí nó không được nhiều thì HLV có xin từ chối. Thì có thể là cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái triển vọng chung của dài hạn của doanh nghiệp, tức là những cái quan hệ của doanh nghiệp với nhà nước có thể nó bị ảnh hưởng sau những cái việc mà từ chối một dự án lớn như thế. Thì cái đấy là cái suy luận của cá nhân Du thôi. Còn nhìn về mặt kỹ thuật thì từ tháng 9 đến giờ thì cái diễn biến nó không được tích cực lắm so với mặt bằng chung của các cổ phiếu đầu tư công lắm. Ví dụ như mọi người thấy là những cổ phiếu như Likuji hay Faecon hay là Hòa Bình nó đi lên, còn trường hợp của HV thì từ từ đầu 9 giờ nó cứ lầm lũi đi xuống và tạo các đỉnh sau thôi đỉnh trước. Bản thân mình cũng là người phải bán nốt những cổ phiếu cuối cùng ở vùng 21 thì cuối tháng 9 này, tạm thời mình đứng ngoài quan sát vì mình thấy là nó chưa giải quyết cái câu chuyện chuyển sàn sang sàn Hồ Chí Minh ấy. Và khi mà chưa giải quyết câu chuyện đấy thì nó sẽ là cái nút thắt mà chưa giúp doanh nghiệp thay da đổi thịt và chưa phát hành cho đối tác chiến lược ở cái giá người ta kỳ vọng. Thì bản chất thì HNB muốn chuyển sàn sang sàn Hồ Chí Minh để niêm yết, để thu hút các quỹ đầu tư ngoại và tăng vốn phát hành các cái trái phiếu cho nó dễ dàng hơn, thì hiện tại nó đang mắc kẹt ở đây. Có lẽ phải đợi cái thông điệp về việc chuyển sàn và HNB nó sớm được xảy ra hơn thì quan tâm trở lại. Còn về mặt kỹ thuật thì nó đang là ở cái kênh xuống giảm thôi, ở kênh xuống tăng thôi, tức là đang ở kênh dưới xuống tăng thì nó cũng chưa có gì quá xấu, và nó đang có một cái hỗ trợ ở vùng quanh 19.x, trong vài tuần qua nó không bị vỡ, tức là nó đang sang trạng thái sideways rồi. Thì đợi thôi, anh Du sẽ đợi, và khi nào mà những cái thông tin về việc niêm yết trên sàn Hồ Chí Minh nó có những cái thông tin chớm, có kế hoạch niêm yết trở lại và nó khả quan hơn thì mình sẽ quan tâm. Còn về mặt kỹ thuật thì giả định như nó cứ sideways này thì khi nào nó phải vượt lại cái vùng giá 21, cái vùng mà nó tạo các cái mức cao nhất trong trong vài tuần qua, nó chỉ đến sát 21 bị dội lại, khi nào nó phải có một cái cú vượt 21 đấy mình sẽ quan tâm, và khối lượng nó phải tích cực. Còn hiện tại thì không nên chết đinh, thì mô hình nó đang đang sideways kiểu đỉnh sau thôi đỉnh trước, mà nhìn thấy mô hình một tháng qua, còn nếu mà nhìn vài tuần qua nó là sideways đi ngang, và nhìn theo thông tin thì nó hơi bị bất lợi. Cá Du và nghĩ là nên quan sát là cổ phiếu này rất tiềm năng, vì nó là một cái doanh nghiệp lớn và có nhiều cái dự án cao tốc rất là lớn và thương hiệu rất là mạnh, chẳng qua là đang dịch upcom thôi. Nghĩ là cái tiềm năng doanh nghiệp rất là lớn nhưng phải kiên nhẫn đợi những thời điểm tốt thôi. Dạ vâng, nhà đầu tư Tuấn Phúc muốn hỏi anh Du về chiều nắm giữ của Pao ạ. Ta thì quan điểm của Du thì vẫn nắm giữ được thôi, qua là nó sẽ không phù hợp với những người mà nóng vội thôi. Thì có nhiều cổ phiếu mà khi mà chúng ta nghiên cứu cái lịch sử tăng giá của nó thì chúng ta xem là cái cách tăng giá nó có phù hợp với cách chúng ta chết đinh không. Nếu như chúng ta đã phù hợp với chúng ta chấp nhận cái sự tăng giá chậm mà khó chịu của nó thì chúng ta phải kiên nhẫn thôi. Là nếu mà nhìn được mẫu hình thì nó vẫn không có gì tiêu cực cả, nó tăng breakout cái xu giảm rồi, và nó trong 4 phiên trở lại đây nó đang retest lại cái kênh giá này thôi, nên là chuyện hoàn toàn trong phân tích kỹ thuật thôi, chuyện hoàn toàn bình thường. Thì quan điểm của Du mình vẫn giữ cái quan điểm là nó sẽ tiến về vùng 14-15 trong thời gian tới thôi. Còn trong trường hợp mà cổ phiếu này nó lại vỡ ngược lại cái kênh giá hiện tại mà trả như vỡ cái vùng 12 thì lúc đấy cái áp lực và cái sự suy luận này nó sẽ không còn nữa, và lúc đấy sẽ khó nghĩ hơn. Thì cái Du nghĩ nếu mà mình đã chấp nhận lên tàu cổ phiếu này rồi và mình nắm giữ nó đến giờ thì mình cứ kiên định cái mục tiêu thôi. Còn mình đặt cái mục ngưỡng cắt lỗ là nó sụt bao nhiêu phần trăm tạo ra ngưỡng lỗ mình bán, hoặc là trường hợp thứ hai là nó bị vỡ mô hình chẳng hạn, ví dụ như với Du thì nó bị vỡ ngược lại đóng cửa dưới 12 thôi thì coi là bị thất bại sau mô hình mà nó đã break điểm nhận là thoát ra nếu mà mình cầm cổ phiếu này. Còn hiện tại thì vẫn giữ được không vấn đề gì cả, thậm chí là nếu mà mua mới thì có thể cân nhắc được, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những ai mà kiên nhẫn thôi, vì cái cách tăng cổ phiếu này nó rất là khó chịu và có nhiều cái cổ phiếu dạng như thế.
Còn nếu mà cổ phiếu này nhìn được khi lên sàn thì nó cũng là một trạng thái nó chưa tích cực lắm, nó vẫn là những cái đỉnh sau nó thấp hơn và nó và hồi phục thôi. Đã. Chất đinh nó là chất đinh trên một dạng cổ phiếu nó đã sụt và hồi phục, đinh trên dạng uptrend trung hạn. Nếu mà nhìn hướng trung hạn của nó thì vẫn là sụt giảm, chưa phải sụt tăng trung hạn. Sau này cổ phiếu này nó bước vào những hướng tăng trung hạn và dài hạn thì chất đinh nó sẽ thích hơn, tức là lúc đấy sẽ nhịp tăng nó dài hơn và nó có hiệu quả hơn. Cổ phiếu này thì thanh khoản nó cũng lớn, nên ra là chết đinh nó phù hợp với những người chết đinh lớn hơn, còn những ai mà chết đinh số tiền nhỏ mà chết đinh thì sẽ thấy rất là khó chịu. Thế là cá nhân lớn người ta chết đinh người ta mua đầu tư nó sẽ hợp hơn, chết đinh số lượng tiền nhỏ thì sẽ thấy cái hiệu quả nó không cao và khó chịu, vì nhiều khi nó tăng được vài phiên nó giảm cho cả chục phiên. Nếu chết đinh mới, cái Du nghĩ là nếu mà anh chị mà tiền nhỏ mà mình chết đinh với kỳ vọng T cộng muốn hiệu quả nhanh thì nên chọn những cổ phiếu mà nó có tính gọi là nặng mông quá mà dân ta hay gọi, thì nên chọn cổ phiếu mà nó thanh thoát hơn. Còn để mua kiểu nắm giữ chiết đinh trung hạn hoặc là đầu tư thì cái bao nó sẽ hợp lý hơn. Vâng, nhà đầu tư Minh Huy muốn hỏi anh Du về xu hướng mua ngắn hạn của FRT ạ. FRT thì nó cũng thực sự là không thể mua đâu, thì cái quá trình tăng thời gian từ khi Hồ Chí Minh bị giãn cách, bây giờ FRT nó là của doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi mà nó tăng ngược rất là nhiều rồi, và có lẽ bây giờ là cái giai đoạn có lẽ nhiều người đang đang canh chốt lời để chuyển sang nhóm ngành khác thì hợp lý hơn. Nó giống như là những người mà đã cầm những cổ phiếu này và có lợi nhuận rất là nhiều, là mức tăng của nó đâu đó từ tháng 6 tháng 7 là đến gần 100% rồi, và có nhiều người đang chốt lời để luân chuyển sang nhóm khác. Hiện nay là phiên mà nó diễn biến không quá tiêu cực, nhưng mà nếu mà so mặt bằng chung thì nó cho thấy dấu hiệu rõ là bị chốt lời để chuyển sang nhóm ngành khác, tại vì cái thanh khoản nó cũng cũng hơi đột biến hơn so với tuần trước, và tuần trước đâu đó khoảng hơn 1 triệu phiên, hôm nay hơn 2 triệu, và mức giá giảm thì nó không nhiều, tức là nó vẫn cho thấy là cái trạng thái chính của những nhà đầu tư lớn người ta mua vào giai đoạn vừa qua người ta vẫn giữ thôi, với những hy vọng đấy nó có thể dài hơi hơn, và những người chơi đinh ngắn có vẻ đang đang chốt lời. Thì cái Du nghĩ là những cổ phiếu nhất là T nó tiềm năng nó rất là lớn, tại vì nó cũng có những cái sự thay đổi về mặt bản chất ấy. Doanh nghiệp trước đây kinh doanh bán lẻ thì có chuyển sang chỗ như thuốc Long Châu ấy. Và cái hiệu quả này nó chưa cao, tại vì nó cần thời gian để chứng minh cái hiệu quả của doanh nghiệp khi mà nó xây cái chuỗi thành công. Nhưng mà về mặt đầu cơ thì kỳ vọng thì nó có kỳ vọng khi nó có sự thay đổi về co kinh doanh của doanh nghiệp, chắc chắn là nó sẽ cần thời gian. Còn chiết đinh ngắn hạn thì chưa có điểm mua. Cá nhân mình nghĩ là nên đợi có một cái nhịp điều chỉnh, nó cũng phải nhịp chỉnh tương đối đấy. Vì cái quá trình tăng vừa rồi nó cũng diễn ra đâu đó khoảng hơn 3 tháng rồi và chưa có nhịp điều chỉnh to nào, thì kiên nhẫn đợi thôi. Còn mua mới lúc này thì còn triển vọng trung hạn của nó đang tích cực dần rồi. Nhưng mọi người thấy là nếu mà tính từ khi lên sàn này từ 2017 đến giờ thì 2018 thì nó vẫn hơi tiêu cực, tức là những cổ đông đấy lớn, cổ đông nhỏ mua từ thời IPO, sau khi nó lên sàn ấy, tính thời điểm lên sàn, thời IPO thì mọi người có lãi, từ khi lên sàn này thì mọi người đang đang lỗ, nên ra là cái tâm lý nó chưa tích cực lắm. Nhưng mà cá Du nghĩ là trong trong tương lai nó sẽ dần dần nó sẽ tiến về cái đỉnh này, và nó sẽ có lúc nó sẽ phá cái đỉnh này. Còn ngắn hạn thì mình là nên đợi, cái nhất đợi nhất là có một điều chỉnh, và bây giờ cái hỗ trợ nó sẽ ở đâu đó quanh cái vùng 40 41 thì tắt ở đấy, hỗ trợ trung hạn ấy. Nên đợi thôi. Còn bây giờ mua thì nó rất là mạo hiểm, thì nó đã tăng nóng và nó đang có chiều hướng nó sẽ đi ngược thị trường đi xuống, thì trước ra đi ngược thị trường đi lên, có lẽ sẽ có những người đã chốt lời là cơn chuyển khác thì mình lại đi ngược vào thì sẽ là nguy hiểm. Nhà đầu tư Kevin muốn hỏi anh Du về điểm mua cho Dabaco ạ. Dabaco chưa đi ngắn thì nó chưa có điểm mua, tại vì thấy là nó đang hơi tiêu cực. Diễn biến của nó vài tuần trước nó đã tạo một cái hai đỉnh hồi tỏ, hai cái nến bị lên đến vùng đỉnh cũ và tưởng chừng vượt trong phiên, cuối phiên nó bị lại. Và nhìn diễn biến trong vài tuần gần đây thì những ai mua đang bị mất tiền, là đang bị lỗ dần dần. Và cái khối lượng thoát ra đợt này nó cũng rất là lớn, khối lượng thoát ra đợt này nó lớn hơn là những cái phiên tăng rất là nhiều. Mình tính từ cái giai đoạn cuối tháng 9 đến nay thì những cái phiên thoát ra rất quyết liệt. Phiên này cho thấy là ai đây đang rất là mệt mỏi. Vì mấy hôm trước thanh khoản nó khá là cạn, nhưng hôm nay khối lượng bán rất là quyết liệt. Thì có thể là có những ai đấy người ta
chấp nhận người ta cắt lót cổ phiếu này, người ta chuyển sang một ngành ngân hàng cả, thì ít nhất là còn thấy cái cơ hội để nó gia tăng cái tài sản trong vài phiên tới. Còn trường hợp những quả Dabaco thì nếu mà nhìn trung hạn theo kiểu kênh giá trung hạn thì nó vẫn là tích cực thôi, vì nó cũng vẫn đang thiết lập các cái đáy sau cao dần lên. Và nếu mà mua được đủ trung hạn thì nhắc cái kênh hỗ trợ cũng nhắc, vì cổ phiếu này có nhiều lần nó cứ chạm cái kênh hỗ trợ nó bật lên rồi thì có thể cân nhắc theo dạng đấy được. Nếu mà mua theo kiểu đón đáy để đầu tư trung hạn ấy, thì mình quan sát vùng 55 mà kèm cái điều kiện nó về đấy và khối lượng nó phải cạn hoặc là nó phải nảy lên khối lượng lớn. Nếu mà giảm thì nó phải là khối lượng rất là cạn. Nếu mà nảy lên thì phải là những cái nến xanh mà nó nảy rất là tích cực như này, là nó chạm hỗ trợ, nó thể hiện là người mua rất là quyết liệt, thì lúc đấy chúng ta mua cũng được. Nếu như chiếc đinh mà thuần về mặt chiếc đinh ngắn hạn thì sau này khi nào nó vượt đỉnh cái Dung nghĩ là nó mới là điểm mua tốt. Còn nếu chiếc đinh mua ở cái kênh giá này cũng được, nhưng mà phải có kinh nghiệm và phải quan sát cái nến rất là chặt. Tức là mình đợi những cái nến mà nó confirm rồi là như này thì mua ở những cái sau cũng được, thì nó sẽ confirm được cái kênh giá nó vẫn được duy trì. Còn bây giờ mua thì nó hơi rủi ro và nó không thích hợp với chiếc đinh, vì nó cũng chưa về sát hỗ trợ mà nó đang trong cái xu hướng hơi tiêu cực trong một tháng qua, khối lượng đang bán quyết liệt, thì mình nghĩ là nên đợi quan sát ở vùng 55 thì thôi, còn mua lúc này không nên. Cá nhân mình thì sau này mình mua thì mình thích mua cái nó tập đỉnh hơn. Nhà đầu tư Nguyễn Thọ muốn hỏi anh Du về trading mã TCH ạ. Tài chính Hồng Huy thực ra là cái cổ phiếu mà cái Du không tin tưởng trading lắm đâu. Và cái diễn biến của nó trong nhiều năm qua nó rất là kỳ dị, nhưng mà thế nó sẽ có những đợt sóng tăng rất kỳ dị và những đợt sóng giảm nó rất kỳ dị. Không vì cơ bản này cả, nó chẳng liên quan cơ bản. Nên cái trạng thái của cổ phiếu doanh nghiệp này để chỉ định nó rất là khó. Từ khi lên sàn này cổ phiếu này không đóng góp nhiều cho thị trường, vì nó lên bao nhiêu nó trả hết bấy nhiêu. Tức là những ai mà đầu tư nó hay chỉ định nó cũng không kiếm được gì đâu. Cái cách mà cứ lên xong trả hết thì dân đầu tư cũng không kiếm được tiền mà dân chỉ định kiếm được. Và thời gian những ai mà đủ nhanh nhạy mà chỉ định được kiếm được tiền nó thì cũng rất là khó. Cái cách chỉ định của nó rất là phụ, lên bao nhiêu trả hết bấy nhiêu. Chỉ có những đợt nó trả thấp hơn mà cũng chẳng có lý do gì. Cái đợt giảm gần đây nhất là đợt giảm năm 2020 nó rất là kỳ dị, mà cái đợt tăng trên đấy nó cũng kỳ dị. Cổ phiếu này tăng liên tiếp nhiều phiên rồi nó giảm rất là bất thường. Cái chiết định cổ phiếu này thì cái Du nghĩ là không chiết định được đâu, mà đừng cố kiếm tiền trên những cái ván bài thì trong nhiều năm qua nó khó với cả dân đầu tư là dân chiết định như này. Nó có nhiều cái cổ phiếu mà nó dễ hơn trong cái chiết định, những cái cổ phiếu mà tăng giá hàng năm, đỉnh năm sau có hơn năm trước, đáy năm sau có hơn năm trước, rồi kết quả cũng sẽ cải thiện hơn. Thì chiết định nó còn có hy vọng, còn chiết định như một cái cổ phiếu mà nó dị dạng như này, những cái đợt tăng giảm nó rất bất thường này thì tốt nhất là nên bỏ qua. Nghĩa là nó không có cái số đông, trừ khi những ai quá xuất sắc và hiểu được những cái câu chuyện tăng giá này. Rõ ràng nó sẽ liên quan đến câu chuyện riêng của doanh nghiệp thôi. Cái Du thì cái hiểu doanh nghiệp này về mặt cơ bản nên mình cũng không có sự tin tưởng doanh nghiệp này lắm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.